Mortlach 20 và Royal Salute 24 đều là những phân khúc cao cấp của dòng whisky. Và ẩn sau những cái chai whisky này là những cái câu chuyện đặc biệt tạo nên tên tuổi, thương hiệu. Và ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ chia sẻ những câu chuyện đặc biệt đó đến với anh chị. Chai whisky đầu tiên mà em Hiếu muốn giới thiệu đến anh chị đó là Royal Salute 24. Đây là một dòng whisky hàng sáng của nhà Chivas Brothers, dành riêng cho giới quý tộc và những người sành rượu whisky trên thế giới. Royal Salute 24 dành riêng cho thị trường Việt Nam, với mong muốn người dân Việt Nam được hưởng vinh hoa phú quý và ngập tràn nhiều may mắn. Royal Salute 24 gây thương nhớ với hương thơm ngọt ngào, trộn lẫn của hương vị đông quê với hương thơm của trái cây, hương hoa và khói. Bên cạnh đó là dòng Mortlach 20 được trau chuốt hương vị trong các thùng gỗ sồi quý hiếm. Mortlach 20 kiêu hành mang đến những cái hương thơm của quả mọng, hoa quả và hương thơm trầm ấm của gỗ sồi. Ở dòng single malt hảo hạng này, hương vị đặc trưng của Mortlach trở nên mềm mượt và dịu êm. Với hương vị đặc trưng, thiết kế sang trọng, Mortlach xứng đáng là một món quà gửi gắm những tình cảm trân quý. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về hai dòng whisky hảo hạng, đó là Mortlach 20 và Royal Salute 24. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vang hay các dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn ưu đãi cho dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avino Wines. Và anh chị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh của Avino Wines để xem thêm những video vào ngày mai.